Em là Trần Quang Sơn, dạ. Sinh năm 1982, quê thì ở Nghệ An và hiện nay đang làm cơ quan nhà nước tại Bình Dương ạ. À. Sinh 82 đúng không? Là bao nhiêu tuổi? 36 đúng không? Dạ, đúng vậy rồi. Đó hả? Dạ. Là em ở Bình Dương tới dạ, hả? Em ở Bình Dương tới. Rồi em. Dạ, em chào chị Vân và anh Thuận. Em tên là Lê Thị Xuân Xanh, năm nay em 26 tuổi và là cũng làm cơ quan nhà nước. Xuân Xanh hả? Dạ. Trời ơi, Xuân Xanh mà tôi nghe qua Thu Xanh luôn. Là thua chồng 10 tuổi. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Cũng ở dưới Bình Dương luôn. Dạ. Ở có sát nhà nhau không? Cái này thì cũng nói với anh chị biết là thực tế là em ở Bình Dương. Nhưng mà cô này thì quê còn Quảng Ngãi, nhà thì Đắk Lắk. Còn học thì là học ngoài Đà Nẵng, không liên quan Bình Dương. Ủa là sao? Là sao nó đi sầu bồng hồi nãy giờ đó. Hồi nãy giờ ông đưa tôi đi xa đó nha. Có nghĩa là theo chồng về theo chồng ở Bình Dương thôi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vậy mà đúng không em? Dạ, dạ đúng rồi. Cha nè, cuối cùng Bình Dương là tại vì người ta lấy chồng. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi Sơn thì là tại sao ở Nghệ An mà lại ở Bình Dương? Theo gia đình lập nghiệp. Lập nghiệp Bình Dương. Dạ đúng rồi, lập nghiệp Bình Dương. Dạ. Dạ. Rồi cái tình yêu của hai bạn nó bắt nguồn từ câu chuyện gì? Em theo cơ quan đi du lịch đầu năm ra Đà Nẵng chơi. Thì ra đó có em trai em học và công tác ở Đà Nẵng. Thì ra đó thì anh em thì lâu ngày không gặp thì gọi điện để gặp mặt uống cà phê gì đó để chơi. Thì cậu đó ra. Cậu ra thì cô này đi theo bạn gái của cậu đó ra thì quen nhau tại Đà Nẵng. Đại bác mà bắn là... cũng xa ha. Xa. Bao nhiêu lâu rồi sao? Dạ là năm 2012. Cách đây là mới cũng... đây thôi, 5 năm. 5 năm. Ủa hai em mà lấy nhau bao lâu rồi? Dạ 2 năm. 2 năm. 2 năm hả? Rồi ra ngoài đó gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên gặp thì thấy cô ấy ăn nhiều quá. Chắc nói buồn quá. Ăn từ đầu tới cuối luôn. Đó là ấn tượng là bởi vì cô này ăn quá. Ăn quá. Thế còn em thì sao? Cũng không có nghĩ tới anh này do là mình nghĩ là chắc anh lớn cũng có người yêu rồi. Thì mình cũng không có để ý là mình mới vô thì thấy trời ơi sao mà già quá. Thấy mình còn trẻ nữa, mình vô thấy phong cách giống thập niên 80. Nên như lúc đó em mới cỡ chừng 20-21 đúng không? Dạ. Là vô là ăn thôi, còn bạn này lúc đó là cũng 30 rồi. Dạ. Lúc đó em 30 rồi. Dạ đúng rồi. 80 là mặc đồ hơi đúng tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Kiểu là sơ mi quần tây. Dạ đúng rồi. Dạ cái này là rất là chững chạc. Dạ đúng rồi, kiểu chững chạc kiểu người lớn vậy đó. Nên là em thấy già này không có hợp với mình. Sau đó thì sao? Không, lúc đó thì ảnh cũng về. Mà bạn em hỏi là điện thoại hỏi thăm ảnh chưa. Do ảnh ra ảnh nhiệt tình quá. Ảnh dắt đi ăn đi uống rồi cũng trả tiền hết trơn luôn. Xong kêu rồi sao không điện thoại hỏi thăm người ta. Thì em mới điện thoại. Xong rồi nói xong từ đó là nói chuyện miết luôn á chị. Mà bao lâu thì hai người mới bắt đầu yêu nhau? Thì ảnh ra rồi dẫn em vô trong đó làm. Xong rồi quen nhau được 2 năm là lấy nhau. Vậy là ông này em có cái chiến lược dụ từ Đà Nẵng rồi em dụ rồi vô tới Sài Gòn, rồi em dụ từ Sài Gòn mà xuống tới Bình Dương nữa. Đúng rồi, đúng đúng, đi như chị nói đúng rồi, vô tới Sài Gòn rồi sao mới tới Bình Dương nữa. Thì đó. Và trong cái quá trình dụ đi vòng vòng đó là có cái gì nó gọi là nó vượt qua cái giới hạn không? Dạ, giới hạn gì? Em biết giới hạn gì? Dạ, em hỏi vậy, em hỏi thẳng đi, em đừng có rào trước đóng sau. Có cái nghĩa là có dụ đi ăn chỗ cơm nào chất đó. Ăn cơm trước kìa. Ờ đó, đó. Người ta nói thẳng vô luôn đi cho mệt. Không không, chồng em là người đàn ông, nói chung là không có giống mấy người con trai khác. Ta không có lợi dụng. Trời, trên này có hai người con trai đó mà em nói nữa. Lộn em. Anh đâu dụ vợ anh đâu. Có nghĩa là em giữ gìn cho tới ngày cưới luôn. Cho em siêu phàm vậy đó hả? Dạ. Vậy đó. Rồi sau khi cưới nhau về thì ông xã em có cái gì? Anh ấy có thật xấu gì không? Bọn em cưới về là có bầu luôn vậy đó. Ừ. Dạ. Đè nén người ta quá làm chi. Một phát một cho có bầu luôn đó. Là trong thời gian em có bầu á thì chồng em cũng hay chơi game rồi đọc báo, cũng ít quan tâm tới em lắm. Chứ em thích là đi làm về với chồng em nói chuyện với mình. Đúng rồi, nói chuyện với mình với con để cho con nghe vậy đó. Nhưng mà ít lắm. Rồi xong cũng ít phụ vợ lắm. Là ngay từ cái lúc mà lấy nhau về luôn đó, cũng đã là chơi game, cũng đã là ít trò chuyện với vợ rồi á. Dạ, em nghĩ là do mình mang bầu nên mình ở nhà cứ quần suốt quanh cái góc nhà mình thấy cũng buồn nữa. Nói chung cũng không biết nói với ai mà sợ nói nhiều quá thì chồng chán mình nữa. Đi với người khác nghĩ là mình đang mang bầu nữa, em cũng sợ nữa. Nên em không có nói gì với chồng em hết á, nhiều lúc cũng buồn, cũng tủi, cũng khóc. Rồi có nói chuyện mình nên không? Tại vì có những người phụ nữ á, khi mà người ta có bầu á, chồng bỏ đi hoài á, người ta sẽ suy diễn rất là nhiều. Em biết lúc đó buồn kinh khủng, người ta cảm thấy chả biết như thế nào và tự nói chuyện với con á. Rồi thêm một cái tiêu cực nữa là ví dụ tự hành hạ bản thân mình. Đó.
tự làm đau mình. Thì em rơi vào cái trạng thái nào? Em rơi vô trạng thái là tự nói chuyện một mình với con không à. Toàn là nói với con không à. Em lớn tuổi hơn bạn này, cô bé này nhỏ hơn mình nhiều, đúng không? Yeah. Và cái thời gian yêu á, là em giữ gìn, em nói chung là em không có được enjoy cái tình cảm đó, nó đúng gọi là nó tận cùng nhất, có nghĩa là hòa quyện đó. Yeah. Là mình đã phải có khoảng cách rồi, thì chị nghĩ rằng sau khi lấy nhau á thì đáng lý ra là cái thời gian đó em phải tận hưởng chứ. Chính vì vậy chị mới hỏi lý do tại sao mà khi mà vừa lấy nhau xong thì đồng ý là có bầu, nhưng mà có bầu đâu phải là ngưng tất cả, đúng không? Thì tại sao em lại không tận hưởng cái điều đó mà em lại chơi game, em lại không có trò chuyện với vợ mình? Chị rất là thắc mắc luôn. Nó phải có một lý do, một cái nguyên nhân nào đó. Chị nghĩ là vợ chồng phải chia sẻ cái điều này. Thực tế thì đến bây giờ em cũng đồng ý là có lên mạng hoặc là chơi game, nhưng mà không có chiếm thời gian trong đó nhiều đâu. Tại vì làm thì cũng khoảng 6 giờ, 6 rưỡi em về rồi. Về đó thì cũng phụ vợ phụ con, chứ chẳng bao giờ là em ngồi đọc báo chơi game mà vợ làm hết, từ xưa giờ đều như vậy. Vợ làm việc này thì chồng làm việc kia. Chị đang hỏi cái thời gian mà vợ em có thời bầu gian đó. Vợ có bầu cũng vậy, em cũng chẳng bao giờ đi đi về trễ hết cho nó. Lý do gì mà vợ em nhưng lại mà do có thể là phải nói chuyện? Vợ là có thể là cái tính của vợ á là muốn nói chuyện nhiều, quan tâm nhiều hơn, hoặc là đối xử kiểu là liên tục trao đổi với nhau. Nhưng mà do có thể tính em chưa nắm bắt được, tại vì tính em ít nói mà, nên là nhiều khi có chuyện gì cần thì mình mới nói, còn chuyện không cần thì mình lại im lại thôi. Vậy thôi, tính em nó im quá. Vậy thì á, có khi nào mà em biết được là vợ em buồn như vậy không? Tức là em có biết được là vợ em hay ngồi nói chuyện một mình với cái bầu, em có biết cái đó không? Nhưng mà nói chuyện vợ thì vợ cũng tìm hiểu, thì chồng cũng nói chuyện với thai nhi chẳng hạn, thì cái đó cũng là một cái hướng. Nhưng mà thực tế cũng được một vài ngày thì em lại thôi. Tại vì tính em là ít nói nữa. Vợ cần nhiều vợ hơn. Vợ cần nhiều đó, nhưng mà mình chưa đáp được. Thì mình cũng biết cái đó, nhưng mà chắc là sẽ thay đổi từ từ, xem tìm cách mình thay đổi thôi. Em biết tại sao không? Tại vì vậy nè, em á, là em đã qua cái tuổi mới lớn của em á. Em thử suy nghĩ cái hồi thời điểm mà em 20 tuổi á, là lúc đó em làm gì, em thích cái gì. Cho dù em có là người ít nói đi chăng nữa thì em vẫn phải là cái người có nhu cầu mà bạn bè, có cái nhu cầu mà thể hiện, có cái nhu cầu mà để mà tiếp xúc, đúng không? Chắc chắn là như vậy. Thì để đến khi mà em ba mấy rồi, lúc em đầm trở lại, bởi vì em chững chạc, em trưởng thành rồi, đúng không? Thì em cứ nhớ đi, vợ em nó đang ở trong cái thời điểm đó. Có nghĩa là khi gặp em rồi là cô đâu có biết ai nữa, cô chỉ biết mình hơn em thôi, đúng không? Cô đâu có được thổ lộ với ai, cô đâu có được nói gì với ai nữa đâu. Trong khi đó, về bản năng, về sinh lý là đúng cái thời điểm vợ em phải có cái nhu cầu đó. Thì cái điều đó nếu như mình không làm được cho vợ mình, đó là lỗi của mình. Dạ đúng rồi, cái này thì đúng không, em biết em là công nhận chị dạ, không? Dạ công nhận, đúng rồi. Bây giờ thì mới hiểu hơn đúng không? Đó, dạ bây em giờ hiểu và thay đổi từ từ thôi. Thực tế một lần liền mình vẫn chưa biết cách nào để mà thay đổi liền được. Tại vì tính ít chuyện rồi, thì bây giờ muốn nói chuyện thì phải có câu chuyện để nói, nhưng phải tìm câu chuyện. Mình nói khoảng 5 phút thì hết câu chuyện rồi, phải tìm tiếp câu chuyện khác nữa. Nó là như vậy đó. Thế vợ chồng có hay đưa đi coi phim nè, hay là đưa đi chơi đồ này kia, tặng hoa tặng bông không? Chồng em á không có lãng mạn, nhưng mà cái tính chồng em không có nhẫn nhịn. Ví dụ như mà cãi nhau đi, không bao giờ nhịn em đâu chị. À không nghĩ, à hôm nay là ngày 24 bữa thôi, mình nhịn vợ mình một bữa đi. Mà cãi với kia tới khi mà kết thúc câu chuyện, người nào đúng người nào sai. Tại không biết sao trong đầu của ảnh em chỉ là đứa nít thôi, cho nên rằng là em nói ăn chưa no lo chưa tới, nít mà cứ cãi với người lớn để người ta lo cho rồi. Đó là cái tâm lý chung của những người mà mình lớn tuổi hơn á. Vậy là hai cái thế hệ tức là giống như là như vậy, thành ra là tụi em phải chú tâm tới chuyện này tụi em mới lâu bền được. Không, bây giờ mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn là ông xã em là chia sẻ với em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn và suy nghĩ cho em nhiều hơn. Cũng chú ý là em có mệt, ok em mệt, em không bao giờ em nói với chồng em là sức chịu đựng rất là cao, tính em không có thích làm phiền người khác, em cũng thích than vãn. Nói chung bây giờ em đang muốn chồng em phải quan tâm đến em nhiều hơn và thấu hiểu em nhiều hơn. Dạ đúng, đúng rồi. Thế còn Sơn? Thực tế vợ thì cũng tốt lắm rồi, tuy nhiên trong đó thì cũng có một số điểm chưa hài lòng. Thì trong đó có việc là đối xử với người lớn chắc là ăn tiếng nói vậy đó. Nói lời nói ra rồi thì rút không được nữa. Mất lòng. Sảy miệng đó. Đúng, sảy miệng đúng rồi. Người lớn mình gọi là phải biết ý tứ chút xíu trong lời ăn tiếng nói. Sảy chân thì được chứ còn sảy miệng là khó lắm. Còn khó lấy lại.
Có cái đặc điểm là sao mà gây lộn, toàn là những lúc chồng đi nhậu về mệt là xong gây lộn không? Là cãi tay đôi đó. Cãi tay đôi lúc nhậu. Ông xỉn rồi. Đi nhậu thì thôi chồng nhậu. Người ta con nít mà thì... Bây giờ lấy cái bà nào 30 tuổi thì đi đó. Rồi bà chững chạc đi. Thì giờ mới nói thì những lúc chồng đi nhậu thì tốt nhất đừng nói chuyện. Đừng có gây lộn. Về cho nó ngủ, nó làm gì đó kệ nó đi. Sáng lòi đầu vậy nói. Bây giờ vậy nè, cặp vợ chồng em ha, chị nói nè. Thực ra cái này là ai cũng có trải qua chứ không phải là vợ chồng em là cá biệt đâu. Chồng mà lớn hơn vợ kiểu này là luôn luôn sẽ gặp những chuyện như thế này ha. Nhưng mà bây giờ để vượt qua tất cả những điều đó nè, chị đề nghị gì đi? Bắt đầu từ sau bữa nay hãy coi vợ mình là người lớn đi, coi như chấp nhận cổ là trưởng thành đi. Bắt đầu từ giờ phút này, cho dù nhỏ tuổi đi thì cũng là vợ rồi, cũng là mẹ rồi. Con mấy tuổi rồi bé? 2 tháng nữa là được 2 tuổi rồi. Đó, 2 tuổi rồi thì làm vợ làm mẹ rồi. Bây giờ chấp nhận đây là một người bạn đời đã trưởng thành của mình nha. Tạm chấp nhận cái đó đi. Còn về phía vợ, em phải chứng minh được cho chồng mình là em đã trưởng thành. Em hiểu không? Hai người cộng hưởng với nhau để cho cái tư tưởng nó gần lại nhau. Em phải trưởng thành hơn. Và chồng á là phải tôn trọng cổ. Ý kiến cổ nói, biết là nói bậy đó, nhưng mà thôi mình giấu cảm giác đi. Đúng rồi, anh thấy vậy được đó. Đúng rồi. Nhưng mà lúc nào mà chuẩn bị mà trước khi tòi ti tới tí để nói, em hôm qua em nói cái đó trật nha, cái đó là không chưa có đúng nha. Đó đó. Cái cách đó là như vậy, em hiểu không? Đó là em nai lên, tức là giật cái tuổi mình xuống. Bạn này phải đôn cái tuổi mình lên chút, đúng không? Mà sao đó sửa. Rồi, còn một điều nữa là chị cũng giống như chương trình ngày hôm nay muốn là vậy, kết cho cái buổi mà chị em mình gặp gỡ như vậy, thì em hãy thỏa mãn cái ước mơ của cổ chút xíu. Em tỏ ra là một người lãng mạn chút, nói những lời yêu thương với cổ để cho cô cảm thấy là cổ có trách nhiệm, cô cảm thấy cô lớn rồi. Là cổ phải lớn chứ không được nhỏ gì hoài. Nói chung là phải có một cái lời nói, một cái động nó lãng mạn. Vậy đi. Nó hơi chuẩn xói cà cà chút xíu. Con nít mà nhường nó một chút đi em. Thì hôm nay nhân tiện tại trường quay vợ chồng Son, trước mặt khán giả cũng như là tất cả mọi người đây, thì chồng cũng hứa với vợ là sau này sẽ quan tâm vợ nhiều hơn, lắng nghe vợ nhiều hơn, rồi là hứa sẽ chăm sóc vợ suốt đời và không có nóng tính và thay đổi tính tình của mình nhiều hơn nữa. Xin hết. Cứ khóc đi, cứ khóc, không có gì phải giấu hết trơn trời. Bây giờ nè, muốn nói gì với chồng nói đi. Dạ, thông qua chương trình em muốn nói là anh nhường nhịn em một chút. Ví dụ một ngày lễ nào đó, ngày sinh nhật của em, đừng có làm em buồn. Nếu có cãi vã thì anh là người lớn mà. Xin lỗi trước. Đó. Xin lỗi trước. Xin lỗi trước. Bé mà phải nhường, phải thương em chứ. Trời ơi.